Chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang chuyên về dòng xe của Chanel. Nhà hàng Kiên Giang được duyên có mấy anh trai ở xa đến đây sửa xe đó, với một người anh ở cũng ở gần đây. Thì hôm nay mình tiếp tục với clip lần thứ mấy thầy? Thứ hai Thứ hai ha, còn mấy lần trước là ém đi ha. em Mình đến từ đâu vậy đến anh trai? cộng ít à. Mình đến từ từ thành phố Vĩnh Long. Sáng đi sớm không? Sáng đi đi 3 giờ sáng á. Dạng xe mình sao vậy? Xe thì nói chung nó chạy cũng yếu với phần mua lại của người ta đó, muốn cũng muốn là test coi nó đúng với cái cam kết của cái người bán không, nó vậy thôi. Nếu đúng mình bảo dưỡng nó luôn. Cảm ơn anh. Mình đến từ đâu vậy anh đây? Em đến từ Phú Tân Giang. Cũng tăng gia. Xe mình tình trạng làm sao? Nó yếu mà nó chạy nó máy nó kêu quá kêu. Xe này anh mua lâu chưa? Mới mua đây. Mới mua đây ha. Sẵn mở ra kiểm tra cái kêu đó, mình coi bảo dưỡng làm luôn. Nói chung cũng cảm ơn anh em ở gần xa thì ủng hộ em làm được xuyên tỉnh không à. Vĩnh Long, thành phố Sóc Trăng, Sài Gòn gì làm nói chung tùm lum. Có đặc biệt cái có anh trai này đỡ gần ở đây. Thì nói chung tỉnh nhà. Đi tỉnh nhà thì thường ưu tiên cho người ta nhiều thì làm cho người ta xong hết chứ tới tỉnh nhà chứ sao. Có cái xe bên này sao nói khán giả biết rồi. Bữa đó nói ít quá. Bữa nay cái xe này dữ lắm, cái xe này nha, bữa đó là cái xe kia là cái xe cày bừa hả? Đúng rồi, cái cục máy cày bừa. Giờ tới lên tới cục này, chiếc này là không có cày bừa đâu nghe. Chiếc này là dữ dằn lắm á, cục này dọn cũng mấy tháng này. Nhưng nói về cái lịch sử của xe này là nó dày dặn lâu lắm rồi, dọn từ hồi cái lúc mà anh Nhàn còn bán xe chưa làm máy, là có nhiêu tiền là mình mua lặn món 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 cái mình tự gắp nhà. Còn cục máy cũng vậy nữa, mua rồi mình tự gắp, nó mua từng món rồi gắp, bây giờ nó từ lưa tới lát hết trơn rồi, bây giờ nó chạy nó không có im. Giờ muốn bữa nay là còn cái lần cuối cùng nữa là anh Nhàn là giúp cho cái cục máy sao cho nó ngon lành lại nữa là chiếc xe nó mới hoàn thiện được, nó mới ok được. Ê, cảm ơn anh Nhàn chứ. Chơi anh em đam mê anh em mua chiếc xe mà gấp từng món mà thành chiếc xe là biết mức độ cỡ nào rồi đó. Thì anh em cứ gấp nhà hay là sao tình trạng máy móc sao cứ mà thấy chưa nghĩ á, gặp em tại em chuyên về bên khối động cơ mà. Còn cái chuyện dọn nhà anh em cứ mua đồ mới cho em đó, giống như bên của anh Tấn vậy, cứ mua đồ mới đưa vô là ngon không có chứ, đưa vô là đẹp thôi. Mình mua đồ mới mình gấp vô mà chứ đâu phải đồ mình cũ mình tận dụng đâu, thành ra đưa chiếc xe là rất là đẹp. Dàn mài thì nó cũng dễ, mình có cái động cơ thì anh em cần phải đòi hỏi mình thợ chuyên chi đặng mình gấp hàng ngày mình nhớ đồ mình gấp cho nó đúng cho nó chuẩn thôi. Nó là gì, hôm nay quay mấy chiếc xe cho khán giả mình coi coi trong chiếc xe này. Con tướng là cái xe này dữ lắm nha. Đây chiếc kia tỉnh nhà này D1 nè, em quyền hồn đất em luôn đó. Cái xe này anh tính nói là cái xe này anh vô từng món đó nghe nè, để anh em cứ mua từng món vô cho em đó, gáp vô là từ 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 thành chiếc xe à. Xe này dung là dọn là cũng vô đồ Thái đồ hãng không nghe, chứ không có xài đồ lô nghe nè. Xe này cũng dữ lắm đồ nha. Chiếc này là chiếc GT nè mày, GT. Chiếc này thì cái máy em có lên chạy thử rồi, nó không có được mượt mà gì mấy rồi nè, nói chung chưa có được mượt, chút xíu nào mở coi coi nó còn thiếu vấn đề gì. Hôm nay em lánh hai chiếc FI màu đỏ của anh trai 67 R1 với của anh trai Vĩnh Long. Chiếc R1 này nãy em chạy cái nồi nó hú lắm nè. Cái nồi này nó hú như là xe cấp cứu rồi nè, qué 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 như mấy này đó. Hú kiểu khó khó nghe lắm. Chiếc xe này anh trai mua xe bao liên nè, xe này
Cha máy dòm nước qua là giống zin đó nghe nè. Zin. Nãy em có chạy thử nghe tiếng máy, chung là cái nết là máy zin nghe nè. Máy này chỉ nếu mà mở ra zin bảo dưỡng không cần phải làm máy nha. Da chạy thì máy không có kêu nhiều. Kêu lưu kêu thôi chứ chạy nó có tê hai cái chân. Chỉ con số 64 nè. Thì em nghe thì nó kêu bích tông nhẹ nhẹ thôi đó, cái nồi thì cũng còn tiếng chả cọc cọc của cái nồi đó. Ồ, chấm ăn để mở hết trơn ra đi. Rồi tụi em mở hết trơn mấy chiếc xe rồi. Mà khi tụi em mở ra lần trần kiểu này nè, tại sao mà khi mà anh em lại đây làm máy em không gỡ hết? Thì em có cái lý do của em riêng anh em. Thì những chiếc xe zin đó em là nhà hàng Kiên Giang, chuyên dòng neo, biết những chiếc xe nào còn ngon. Đó, những cái bụng mà nó còn zin như thế này nè là không bao giờ em chẻ nha. Đó. Trường hợp mà nó chẻ bụng ra là thấy hư ốc nhớt, hư gốc nhông tải, hư dên thì em mới chẻ bụng thôi. Đó, những cái bụng nói chung là chúc mừng chủ xe chiếc 64 này. Đó thì mua chúng chiếc xe zin nha. Đúng là chiếc xe người ta bán mình bao zin đúng đó, xe này đời đầu 2008 cũng ngon. Thì em không có chẻ luôn. Còn trường hợp mà anh em yêu cầu em chẻ ra thay cái gì em mới chẻ thôi. Đây là cái nội tạng khi tụi em mở ra chung là zin mà thì mở ra thì chủ yếu là bảo dưỡng thôi nha, chứ không phải làm nha. Cái đồ người ta nó cốt đẹp đây mà anh em đành lòng để làm được sao? Dưỡng thì mình xài nữa, xài cái máy vô xe nếu mà xài nhớt kỹ chắc cỡ 10 năm mới được nên chuông bọng còn dày lắm nha. Quy trình tụi em là có cái công thức bảo dưỡng nha anh em. Đó. Thành ra mỗi cái cơ sở người ta làm đều có cái công thức riêng. Em thì nhà Kiên Giang chuyên về động cơ này thì em nên biết công thức nào để bảo dưỡng cho cái khối động cơ này nó hoạt động bền nó lâu. Còn cái chuyện là tháo cái máy ra mà đưa đồ khác vô là chuyện bình thường, tháo cái máy ra mà đồ cũ vẫn giữ lại đó, nhưng mà vẫn cho anh em hoạt động 5-10 năm nữa, cái đó mới là cái công thức để anh em bảo dưỡng cái máy nghe nè. Bảo dưỡng cái máy đặc biệt là máy bốc mạnh như mới lên chạy cái xe ngọt ngào không kêu đó, nó mới qua mới ăn tiền nha anh em. Còn nếu mà mở cái máy ra đục ra sấy lòng mà dán bố hay là ép dên là quá bình thường, nhưng công thức đó là từ xưa giờ đã đi nhiều rồi. Cái công thức của em làm á là nó không phải giống vậy, thành ra anh em cái bộ nồi này nếu anh em không xài bán em vẫn mua lại nè, cho anh em mà đi đem đi vớt bố hả thay bố này kia rất là uổng nha. Đây là những cái đồ zin theo xe là kiếm xài không ra nữa, đó là gì đó. Rồi cái máy này em chỉ quyết định bảo dưỡng cho anh trai thôi, không cần phải làm máy. Tớ 67R1. 67R1 này bây giờ mở ra cái máy làm hết rồi nè. Dên có làm rồi luôn nè, lên thay tay lô luôn nè. Đây cái máy hồi nãy cái nồi nó hú mà tại sao mà nó hú như 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 bò gống là như xe cấp cứu là đây nè. Nhông thì nhông mới nè. Nhông xịn luôn nè. Chuồng heo thì chuồng heo cũ nè. Tán là luôn nè. Rồi cái bàn nhông bàn lô đó. Nhưng cái mặt này thay rồi thành ra nó hú là từ cái chỗ đó đó. Tông thì xài không đúng luôn, tông thì xài tông làm bậy rồi, tông lô rồi. Xài vô dáng vô dớt. Rồi chủ xe cái máy này tính làm giờ cái xe của anh á thì báo cho anh biết luôn, cái xe của anh á thì em mới đợi mở hết rồi em kiểm tra cho anh đó. Thì cái máy anh đã làm hết từ trong ra ngoài đó. Làm thì đồ thì em kiểm tra thì không được chất lượng gì mấy đó. Làm không phải đồ không đúng khu Chanel luôn đó là một này. Thứ hai nó đồ là mình xài là cái đồ giống như là kiểu đồ cày bừa vậy, không có được xài đồ zin đó, đồ lô đó. Đó rồi cái phương án thì cái máy của anh nó vậy, rồi anh muốn làm như thế nào thì báo cho thợ cho nó làm cho anh ha. Thì có nên chẻ máy hay không thì cái máy thì zin đã có làm rồi, có chẻ máy ra về zin zin hết nên chẻ. Còn nếu mình nhắm mình không về được zin zin đó thì vẫn để ở trong bụng gì mình vẫn chạy đỡ được nó, thì làm cho anh cái phương án mà nó bớt hú hay bớt kêu gì đó thì anh cứ đưa lên phương án cho thợ ta làm cho anh muốn khai về ghi nó là muốn làm lại gì đó nha. Cái máy của anh là em kiểm tra cho anh là gì hay là muốn thay cái máy khác luôn.
Rồi anh cứ tính toán đi ha, rồi để cho thợ nó sẽ làm cho anh. Em sẽ quay chiếc xe kia cho khán giả coi. Tính theo cái tài chính mình nó vừa tới đâu làm tới đó. Rồi chiếc xe của anh Tấn nè. Xe của anh Tấn thì anh Tấn này là cảnh cũng chịu chơi lắm nghe nè. Nguyên chiếc xe này mà dám mua đồ món lai gai mà gắp thành chiếc xe đó. Mua sườn, lốp, giấy, nói chung là nguyên cái xe này mua hết. Cái chiếc xe này cái xe gần em, không biết. Mua ăn xăng đồ món cũng dữ lắm cái xe này. Sao cái máy sao mà mình xăng vô cái máy đen dữ. À, nghe mình mua nguyên cục máy luôn. Nhưng mà nó dính cái máy nó chạy nhiều phải không? À thì nó đen quá. Đúng rồi, này có vô cái này có vô đầu bò Thái này nè. Những cái chiếc xe xanh này có vô đầu bò Thái rồi. Đầu Thái, cái nồi Thái luôn. Cho nên tính vô chịu vô dữ nha. Nằm bảo tông mới luôn. Ôi ơi. Lịch sử này cũng chịu chơi dữ ta. Rồi nồng bạc cái tông mới nè, nồi Thái nè, đầu bò Thái nè. Vậy là còn cái bụng chưa Thái phải rồi, vô cái bụng Thái nữa là xong, không có gì. Gạo hết ra đi. Cái máy này chẻ hết chân xuống đi. Cái máy này bây giờ nó đã người ta full nó hết 80% rồi. Thì nó chỉ còn có mấy phần trăm nữa đâu thì quyết định hạ cái bụng xuống luôn. Thì lại đây để tùy theo trường hợp cục máy mà em có nên hạ bụng hay là chẻ hay không đó nghe anh, tùy theo cái mức độ của máy của anh em chứ không phải là mỗi cục không không dặn cục đại lúc nào chứ. Nhưng cục máy ghim đặc biệt em ít có chẻ lắm, máy ghim mà ngon lóc giữa này kia ngon dên ngon cốt số ngon làm giữ hết, còn những cái thứ này hết ngon rồi hết nước cốt rồi chẻ ra luôn rồi mình làm cho nó ngon lại. Rồi thì em có thống nhất hết ba chủ xe đều đi theo hết thì em cũng muốn lên cái phương án cho ngon, thì bằng mỗi chủ xe bây giờ ngon là mình phải thay một cái máy hết, mà không có chủ xe nào chịu thay chứ á. Thì không chịu thay thì em làm phương án khác. Lại đây em thì có phương án để làm hết trơn á. Như là cái xe này của anh trai ở An Giang nè. Cái nồi quá trời nó hú rồi, nhưng mà nồi làm banh hết trơn rồi. Thì em phương án là em thay cái nồi Thái xong, không có gì chứ. Vì lựa cái nồi vừa vừa tiền chánh là nồi 2020. Đó. Đưa vô một cái khỏi suy nghĩ, không có làm bố làm gì chứ. Nồi làm chừng chục của người ngon lành gì đó. Thì cái lòng thì em xài lại cái vẫn xài là lòng cũ luôn nha. Em xài cái tông Thái là ok. Thì bích tông Thái thì nó có thứ nhất là có rãnh nuôi nhớt nè đó. Thứ hai nữa là cái đầu bích tông là nó lõm nè là đúng neo mình là bích tông vậy đó nghe nè. Còn em xài không đúng thì còn vẫn chạy được chứ không phải không được đâu, nhưng mà cái bộ hơi vậy nó khác đi à, nó không có giống như neo đâu à. Bộ hơi của xe khác gắn vô xe này rồi sao mà kêu giống neo được đó, neo là phải gắn đúng bộ hơi neo. Thì cái xe của anh em giải quyết gì cho anh thấy nó phù hợp chưa, có cần bổ sung thêm gì không? Thì anh làm thì sao thì được thì ok là được rồi. Làm nó phải ok mới lụm được tiền chứ, là lên là làm giống bệnh cũ là không có lấy tiền được ha. Được. Nếu có điều kiện thì cái còn cái bụng thì cứ giữ nguyên cái đi, có điều kiện anh mua cái bụng để dành đó. Cái bụng nó vẫn chạy bình thường, nó không có hư dên bọn ta đã làm rồi, có cái nồi nó hú quá thì mình thay cái nồi là xong. Thì anh có bổ sung thêm gì nữa không, bao nhiêu được rồi, Như được anh nhận ấy. nhiêu được ha, thấy cũng vừa ha. Đi làm máy mà bỏ ra nhiều đồ đây thứ gì chưa nói không đó nè, bỏ nguyên đống đồ vậy nè đó, chung nhiều đó này, nguyên bộ nồi bê tông này kia này xài không đúng thì em bỏ ra nghe, lọc gió làm máy mà lọc gió đen thổi lùi không thay luôn sao chạy được. Rồi cái xe của anh trai 67, cái xe mà của cái anh Vĩnh Long nè, xe này cái máy đã lắm nè. Rồi chủ xe vô đây. Vô lên luôn. Xe của anh đó thì cái máy Vin. Lần đầu tiên em cũng chẻ ra. Mình thấy máy, nói chung là máy này cũng đạt nha, cũng đẹp đó, chứ không có tệ. Thì quyết định giữ Vin cho anh luôn. Thì khi em giữ Vin đó là em cũng có công thức riêng của em nghe, chứ không phải mà giữ Vin mà mở ra, rửa gấp lại là không có. Mình cũng phải thay một số phụ kiện làm sao mà để cho nó theo cái máy mình, cho nó đạt theo cầu. Nó có nhiều lòng này em vẫn giữ hết tăng đa cho anh nè, nhưng mà em phải lao lại đó, lao cho bóng lại nó là ok, nhưng mà phải thay bạc cái tông nha. Em thì xài bạc cái tông là nâng cấp lên nhanh là xài bạc cái tông Honda Thái Lan nha, chứ không có xài thì quay những món đồ chi. Thứ nhất là cho anh nhớ gì sau này là anh vô cái máy anh vô cái gì và cái gì, nên lâu lâu mình cứ buồn buồn mà dạy cái clip mình ngày tháng anh sạch lên cái à là có rồi đó. Nhưng khi bây giờ thì nhớ nè, bởi vì những khi 1-2 tháng sau quên rồi, lúc trước đi làm cái gì xuống nhà Kiên Giang gì không nhớ,
sạch lên cái là có liền đó. Thành ra cái máy mình làm sau này cái xe anh không chạy, anh có bán cho ai đi á, hồi tôi cũng có bảo dưỡng rồi đó, nó vô cho tôi rồi gì vậy đó tôi không nhớ, anh cứ lên cái clip nó sạch cái là có liền ở chỗ đó đó. Thành ra cái công nghệ mạng cái YouTube mình hay ở cái chỗ nó lưu giữ lên những cái thời điểm là mình làm lâu năm này mình không nhớ nè, nó gì anh sạch lên cái nó ra em bảo dưỡng bồ hơi cho anh làm gì đó. Còn cái dàn nồi thì nguyên cái cụm này nó đã ok quá à, nó còn quá tốt thì em quyết định giữ luôn theo thời gian, tại cái bộ cái bố của nó chạy cũng qua 10 năm rồi, cho anh hoạt động trơn tru ngon lành. Những cái phụ kiện lặt vặt thì linh tinh trong đây nhiều lắm, chút xíu là nhờ anh xé bịch hết trơn giao vô cái máy này cho anh à. Đó thì cái phần bảo dưỡng của anh, với anh có cần bổ sung thêm, có cần chẻ máy ra hả, làm gì nữa không? Thôi được rồi, nó còn quá tốt mà, Còn không quá cần tốt chè ha. chi. Dạ thì em là thợ, em là giám định thì nói chung ngon là nó sẽ ngon. Rồi giờ tới cái phần cục máy của thầy tính nè, thì tụi em đã xong hết, thầy cứ vô cũng nhiều đồ nha, xe này thầy vô hết nhiều mà bật mí cho khán giả biết rồi này, cục máy này Có tiền nhiều mua nhiều cũng không nhớ đâu, hết nhớ luôn hả, vô là cũng gai là gai là gai gì đấy hả, cũng 2 năm hơn rồi. chà cũng 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 chịu ấy dữ nha, cũng chịu để dành dữ nha. Thì những anh em nào mình tài chính mình ở đất đó thì mình chơi theo cái chiêu giống như của bên thầy Tấn này ngon nè, cứ có tiền cứ mua món để đó, mua món để đó, nào đủ của mình đi gom là mình thành cái máy thôi. Những anh em mua nguyên cái máy thì nó nặng tiền lắm, chơi như kiểu này là thấy y á, trong phương án là mình tích tiểu thành đại nha. Tiểu thành đại Dạ cho nó thỏa mãn cái niềm đam mê chứ. yeah. Thì cái hệ của nhà Kiên Giang thì cũng đam mê neo thôi, thì những anh em mà coi kênh nó cũng là neo không à, chứ những cái kênh những dòng xe khác chắc anh em không coi đâu, tại không đam mê đâu có coi được. Thì kênh nào cũng vậy, mỗi kênh người có đam mê riêng, những anh em đam mê full neo thì coi kênh em là đúng bài luôn. Thì em thì kỹ thuật thì cũng về động cơ neo thôi, những động cơ khác cũng không có chuyên sâu cũng không rành đâu đó, thì em chỉ biết về neo. Thì thầy cũng có vô một số đồ rồi đó, thì em đây thì cũng vô thêm, thì đợt này là còn thời gian chưa vô thì mình vô cho thầy cái danh luôn. Danh Thái lúc trước về hàng gái xe anh em cũng coi cũng nhiều rồi vậy đó, chứ không có gì vô thêm nguyên danh với cái lốc này còn gì nữa không ta, hôm nay vô 2 món hả? Vô 2 món nữa là hết luôn rồi đó, là cái máy cục máy của tôi chỉ còn có cái lốc số là chưa vô thôi, chỉ còn cái lốc À số là không có thay. dạ, lốc mà khi ở đây tụi em gửi về thầy thấy sao được không, có mấy nút thầy Ok, 9 nút rưỡi sát vô này mà gam hấp điện cái nữa là như máy mới. đúng rồi, cái này là mới rửa đó nghe anh em, mới rửa rồi đó, đã cỡ này rồi còn đem đi xử lý mới một cái nữa đi, nó còn đã nó ốp phê nữa đó, đây tụi em mới rửa thôi đó, cũng tiết lộ cho anh em biết luôn, rửa bằng máy nha, rửa bằng tay đâu, tay chân không rửa được gì đâu, tay chân rửa 2 lóc mày hết ngày luôn đó, nghỉ gấp máy luôn đó. Cái phần vệ sinh cho thầy thì là ok rồi, thì thầy chỉ mua thêm cái dên với cái lốc thôi. Thì những cái món đồ á, mà những cái máy mà khi mà tụi em đã chẻ hết ra thế này nè, vệ sinh các kiểu đó, là anh em là phải tốn một mâm bí kíp nghe nè. Mâm bí kíp á, thì linh tinh thật sự, mâm bí kíp thì anh em mua không bao nhiêu tiền, nhưng mà để mà có những cái món nhỏ 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 linh tinh như thế này à, thầy phải chuẩn bị trước. Thì em đó có những món em phải chuẩn bị trước nhiều khi á cả năm trời lắm mới có lắp vô cho anh em. Anh em là không tin thì lại đây em đưa nguyên cho cái mâm bí kíp nè, cho anh em đi tất cả cái hết và những cái hãng lớn nào đó mà anh em có đủ đồ mà gấp cái máy về trong ngày đó đó mới hay đó. Thật sự nó anh em mua cũng không có đâu, tại vì mình làm chuyên mình mới biết cái món nào thủ trước và mua trước rồi để dành đó trước, đặng khi những cái máy mình gãy ra mới có vô đồ như thế này nè. Nó là gì ra khi anh em ghi gã cái máy ra là mình phải tốn một số tiền, là nhất định là phải có cái mâm này mới vô mới được. Cái mâm này em vô hàng ngày em biết cái máy neo mình nên vô cái gì và mua cái gì là nó ngon, là ngon từ cái chỗ đó. Còn mà tự nhiên mà anh em không có lợi một người thợ chuyên cứ mở cái máy ra thì người ta có gì vô có đó là chuyện bình thường, sao mở ra 10 cái máy hết hết 9 cái máy dính đồ lô là gì, là từ cái chỗ mà không có những cái món đồ xịn như thế này thì buộc đó là người ta phải vô đồ lô cho anh em thôi. Thì vô đồ lô thì mình chạy cày bừa đỡ thôi, còn ngon ấm im là không bao giờ có. Những anh em mình chơi full neo á mà mình so ra cái tiền công hoặc là cái tiền đồ mà mắc á, mình chơi mắc á, thì anh em chỉ đồ chơi những đồ cày bừa rẻ tiền thôi nha, chứ ngon cái độ ngon là không bao giờ có nha đó. Thì cái cục máy này thì tính cũng vô đồ cũng nhiều rồi, thì ngon thì chưa có ngon thì ở đây em giải quyết thêm cho vài món nữa, như dùng cái mâm bí kíp của em vô cái nữa là cái máy này em sẽ bao cho thầy ngon nấm im nè đó, bảo hành cho thầy trong 1 năm là cái máy mà có hư hao trục chặt em chịu trách nhiệm cái máy này,
đi đồ của thầy mua liền nghe, có mấy món mình đồ của em cũng dẫn vô, nhưng mà em dẫn bảo hành cho thầy luôn, tại vì xứ sở nhà mà quê hương nhà nó tỉnh nhà nó thầy đơn thầy đơn hen đây giờ thầy này ưu tiên cho anh em tỉnh nhà nghe nè, tỉnh nhà tỉnh xa thì làm phải bảo hành đó, chứ đâu phải tỉnh xa lại là không bảo hành buông đuôi không có được. Thì em là cái uy tín mình làm đặt hàng đầu mà, làm mà buông đuôi là quá chuyện quá bình thường rồi nè, làm không bảo hành thì ai làm cũng được, thì làm gì tự hư tự chịu thì quá dễ rồi, thì em làm cho thầy phương án gì được chứ thầy, Rồi phương án có cần thêm gì nữa không? chỉ còn có mỗi cái lốc số, nếu mà có thay là thay luôn lốc số với thêm cái gì nữa giờ. Vậy đây còn lốc số chưa thay ha. Lốc số thôi. Vừa có mâm bí kíp này chút nữa nhờ thầy xé giùm được không? Cái mâm bí kíp này là tôi xé mâm này nữa là mâm thứ hai rồi đó. Mâm thứ hai nha. À, Vô nha. tương tương lai là còn một hai mâm nữa. Thì cũng cảm ơn thầy ủng hộ cũng nhiều lần rồi. Thầy cũng mới có lên clip. Lâu lâu mà gã hết cái máy gì nè mình lên mình nói cho khán giả nghe, chứ nhiều khi có những thầy lại thì ủng hộ ít ít ít, còn em cũng làm biếng quay nữa đó, thì lâu lâu mình gỡ nguyên mâm vậy đó, nó quay cho thầy xé bịch này kia nó mới đã tay nè đó. Rồi thầy nhờ thầy xé đi cho để cho nó gấp luôn cho nó rồi, Rồi đừng cho thầy về sớm, nhà gần gần thì chứ không phải về cơm nước này kia vợ con lo nó phải cơm có anh nhàn lo rồi. không. Rồi xé luôn đi thầy, nó gấp luôn cho mấy đệ nghe tiếng máy xe này đệ gấp luôn gọi chân rồi nghe cái tiếng máy của anh trai biển số 67 rồi một là trước đi, thì trước khi nghe tiếng máy anh trai có chạy từ cái xe này rồi anh cảm nhận thấy nhà chị Giang làm cái xe này nó có đạt chưa, Anh làm như là quá đạt rồi anh nhận. có đạt lại tay tay luôn chứ có làm gì đâu, cái nồi anh sáng nó kêu như xe cấp cứu rồi em thấy làm bấy bá chân thì không có đường nào binh tranh được hết trơn, thấy gì thay cho nồi thái thì xong. Mình làm cái gì mình thấy đồ ngon mình hãy tận dụng làm lại, nó còn cái đồ tệ quá thôi nên tốt nhất là thay bỏ gì đi cho nó yên chuyện, để đi làm hai ba lần cũng không ngon đâu, nhưng cái máy của anh thì anh chạy nó chở gì cái nết coi giống chiếc neo rồi đó, còn sáng vàng hơ không phải vàng hơ neo, còn thêm cái nồi gì banh chành hết trơn thì sao mà ngon được, đu lắm. Thái đây tụi em gấp là đều trả 2 tiếng cọc cọc gì hết. Còn xe này anh chạy thoải mái nha, không có gâu đai không có nương, cứ chạy thẳng về tới nhà luôn vậy đó. Thì tới nhà alo cho em 2 tiếng là được rồi. Dạ. Rồi gì đây? Dạ. Rồi tiễn nhanh trai 67R1 về. Chung 2 chiếc xe này xong lượt, vô đây luôn đấy, vô đây luôn anh quay luôn. Rồi cái xe 64 này anh trai nãy chạy thử rồi mình thấy sao anh? Xe này chạy im rồi đó, không có còn rung chân rung tay gì nữa, nó tê tay tê chân gì cái nữa, chức năng massage mình lấy ra mất tiêu lấy rồi. rồi, lấy bớt cái cục massage đó ra rồi, giờ ok rồi đó, im rồi đó. Anh em chạy xe lỡ có mệt đó, chịu khó ghé tốn tiền massage anh em ơi, chứ để gắn cục massage sẵn trên xe mình chạy nó mệt lắm, chạy nó tê người chân mệt lắm hả, nên chịu khó chạy đi đường xa mệt ghé massage chút rồi ngưng rồi khỏe, để trên xe nó massage hoài đuối lắm. Thì cái xe 64 này của anh này tụi em bảo dưỡng thì nó cái máy mình đã im rồi thì bảo dưỡng lên nó càng im hơn nữa. Những cái động cơ neo thì anh em nào đâu em không biết, chứ mà lợn nhà Kiên Giang thì khi đã ra tay rồi thì một về zin, hai là anh em cày bừa, hai phương án cho anh em lựa chọn đó, thì anh em là mình cũng đỡ lo phần tài chính, anh em khi lợi em á có điều kiện thì anh em cứ làm về zin, thì cái phương án mà làm về zin là cái phương án làm thượng thừa nhất anh em, làm xe là về zin không có gì bằng đồ zin đâu đó. Và phương án thứ hai anh em mình không có đủ điều kiện về zin thì em vẫn làm cho anh em cày bừa, vẫn hoạt động bình thường không có gì, nhưng khoán cày bừa thì cái xe cái độ đã nó không bằng cái độ gì zin anh em, đây là những chiếc xe zin này minh chứng người ta xài mười mấy năm rồi nè, nó lại đây em chỉ bảo dưỡng rồi em không cần phải làm máy, còn chiếc xe bản số của anh trai 67 nãy thì xe nãy là máy nát hết trơn rồi đó, thành ra mình làm được cái gì mình làm đó là gì đó. Rồi, trong chiếc này thì anh trai cứ về chạy bình thường thoải mái, chạy múc xe mâm nghe, về tới nhà nhắn tin cho em hay cái được rồi. Rồi thôi bye bye, rồi bye bye, cảm ơn mấy anh em nha. Dạ. Yeah.
có dịp gặp lại. Rồi. Ba giờ thầy ơi. Rồi tuyển danh trai 64 Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long. Rồi tới cái xe của thầy Tấn đây. Rồi tới cái xe của thầy Tấn nè. Công đoạn xe thầy Tấn nãy giờ tụi em cũng hoàn thiện là tài túi, tài cuối đó. Áo sống bắt rồi, máy móc rồi test thử rồi. Không biết thầy ok chưa nữa. Sao thầy? Thầy nói vài tiếng rồi thầy, ok chưa thầy? Okay quá rồi. Trời cái xe bóng rồi sao đây nữa. Thầy hết cái máy luôn rồi còn gì nữa không ok. Hết chân luôn đúng không? Có gì chưa nói à? Vậy đó mới chịu đó chứ còn không là đu đeo miết luôn. Đu đeo miết. Anh em nào có chơi đi theo bài của thầy cũng được á. Mua lai gai để dành đi. Chắc cứu. Cũng cực khổ lắm đó, năm ngoài 2 năm mới xong đó. Cái tác phẩm của anh em mình cũng dữ lắm nha. Xe của thầy. Thầy tích lũy có 2 năm á thầy. 2 năm. Quay xe coi. Đó. 2 năm từng món đó anh em. Mua để dành thành chiếc xe mà đặc biệt đó là thầy tính chơi là gấp nhà nghe. Ghê đó. Có cái máy thì đem qua em. Thì anh em cứ gấp nhà thoải mái. Chung mẫu này mẫu quy y. Thầy lên màu mèo quá trời. Giờ không ra chiếc con em cũng không ra chiếc quy y luôn em ơi. Em muốn coi chiếc gì đó coi đi nha. Đó. Này giống như này thị trường không có bán nha nè. Thầy tự chế tự làm đó. Khè titan gì đó nghe. Máy thì quá đỉnh rồi, máy còn gì bạn. Chung là máy rồi không có tiếng động lại anh em ơi. Có tiếng nồi chả cọc 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 2 tiếng vậy đó. Những cái nồi ghi này mình gấp chuẩn thì nó mới có tiếng đó nghe nè. Hôm nay em làm cũng 3 tài. Tài thì tính người ta gã hết cái máy hồi lâu. Còn 2 tài chiếc 2 chiếc FI của anh trai ở Vĩnh Long với anh trai ở An Giang thì tiễn về hết rồi. Rồi nhà Kiên Giang hẹn anh em nhiều clip kế tiếp đi. Bye anh em, chào anh em.